Thưa quý vị, theo thống kê của Cảng Hàng không Nội Bài, sau dịp Tết Nguyên đán 2024, ngày cao nhất đã có 233 lượt chuyến bay quốc tế với gần 38.000 hành khách thông qua cảng, vượt qua ngày cao nhất của năm 2019. Đáng chú ý, trong tuần qua, trung bình Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài mỗi ngày phục vụ 531 lượt chuyến bay, tăng mạnh về tần suất và sản lượng hành khách so với thời gian trước. Riêng khách quốc tế đạt gần 36.000 lượt khách một ngày, vượt qua cao điểm Tết của năm 2019. Do lượng khách tăng, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo các hành khách bay các chuyến bay quốc tế cần chủ động lên sớm ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành để kịp hoàn thành các thủ tục hàng không.